tí kìa. Vật chốt an toàn ra. Để lâu quá hết tác dụng. Ôi may rồi, ra vòi. Ra vòi. May ra vòi. Chưa tắt hẳn đâu, vẫn khói nghi ngút kìa. Vẫn khói kìa. Này sẽ cháy lại lắm. Ôi. Nhanh nhanh cháy lại. Bây giờ mình cứu hỏa nó rồi. Đấy quá, có nhiều anh em xe rồi. Mỗi người bình. Lúc đấy thì không có bình nào giờ. Lắm thế. Từ từ thôi. Tí cháy nó mất dầm. Xong rồi, xong rồi. Mày có cứu không? Cứu thành công rồi. Nó không may không bên dầu, nó bên bình dầu rồi. Nhất quyết là đứng lại lấy cái bình rồi đó. Ủa cháy lại kìa, cháy lại rồi kìa. Cháy rồi, thế kia lại cháy to lên rồi. Nước còn lớn không à? Để con nước. Càng dễ càng dễ. Nó nóng. Đã cứu rồi. Đó, con nước. Nước không có nước đó, bình kia là bình xe khách nhỏ nhỏ ấy, mình có xe khách. Bạn cháy lại ngay. Kinh dị quá. Đám cháy nó dập tắt rồi. Bạn cháy lại rồi. Ui. Khói ác hơn. Không biết bao nhiêu cái bình rồi. Quá à. Bạn cháy lại rồi. Cứ cháy đi thì cháy lại.
rất nhiều bình cứu hỏa rồi không tắt được. Không cần đứng gần anh em ạ, sợ nổ. Tích tổng cộng rất nhiều bình cứu hỏa ở đây, rất nhiều bình cứu hỏa rồi. Rồi sắp tắt rồi, rồi sắp tắt rồi. Cái lửa sao cháy được? May có bên này có bộ đồn công an bên này mang rất nhiều bình cứu hỏa ra để cứu, xe cứu hỏa đến luôn. Giờ xe cứu hỏa mới đến, dập tắt xong rồi. Xịt nó trên xuống. Rồi xe cứu hỏa đến. Nhìn thấy rồi thì bắt buộc em ơi.